Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới WB tài trợ. Theo đó, dự án sẽ tiếp tục thực hiện chăm sóc 4.040 ha đã trồng và phục hồi trong giai đoạn 1 để đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu cho vùng ven biển tại 8 tỉnh là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dự án cũng đang rà soát đưa vào bảo vệ 37.956 ha rừng phòng hộ hiện có để chi trả tiền khoán bảo vệ cho những diện tích chưa được chi trả. Sau năm 2026, toàn bộ diện tích rừng phòng hộ được đầu tư trong vùng dự án sẽ được bàn giao lại cho địa phương để tiếp tục duy trì quản lý bảo vệ rừng bền vững. Bên cạnh đó, dự án triển khai và hoàn thành khoảng 100 gói đầu tư sinh kế tại 5 tỉnh và tiếp tục duy trì thành quả của 50 gói đầu tư sinh kế đã hoàn thành trong giai đoạn 1. Điều này nhằm mục tiêu phát triển sinh kế cho cộng đồng địa phương và thiết lập duy trì các liên kết sản xuất hiệu quả và bền vững, kết nối giữa các cộng đồng, tổ chức địa phương tham gia quản lý bảo vệ rừng với doanh nghiệp và thị trường. Các xã, huyện và các cộng đồng thuộc dự án sẽ thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng và vận hành đối với 22 gói đầu tư công nghệ sản xuất và 85 gói đầu tư cơ sở hạ tầng. Sự tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi qua các kênh ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách xã hội là đòn bẩy giúp hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách, nhất là bà con nông dân khu vực miền núi Thanh Hóa triển khai có hiệu quả các mô hình chăn nuôi trồng trọt. Thông qua việc vận dụng linh hoạt kịp thời các nguồn vốn, nhiều hộ dân đã thoát nghèo bền vững, phát triển sản xuất và làm giàu ngay trên mảnh đất của mình. Từ năm 2023 đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã cho hơn 189.000 hộ ở các huyện miền núi Thanh Hóa vay vốn với số tiền đạt hơn 25.487 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 và 02 tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 18.410 tỷ đồng. Nhìn chung, chất lượng tín dụng trên địa bàn các địa phương đến thời điểm hiện tại đều tốt. Chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ. Tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là cái chương trình cho vay theo nghị định 55 và 116 của chính phủ và truyền tải nhu cầu vay vốn qua hội nông dân, hội phụ nữ các cấp, và đặc biệt là chúng tôi có cái chương trình cho vay bằng xe lưu động chuyên dùng để hướng tới các vùng sâu vùng xa, giúp bà con nắm bắt và tiếp cận sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Thời gian tới, ngoài việc thực hiện các giải pháp khơi thông hướng dòng vốn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tăng cường rà soát đơn giản hóa quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng sẽ giảm lãi suất cho vay ngắn hạn 2% một năm. Các khoản vay trung hạn, dài hạn sẽ giảm 1,5% cho các khách hàng là nông dân, qua đó giúp các đối tượng này giảm bớt các chi phí phát sinh, góp phần ổn định đời sống và phát triển sản xuất. Huyện Triệu Sơn hiện có 17 chợ được công nhận chợ kinh doanh thực phẩm, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, nếu không duy trì tốt các tiêu chí sau khi được công nhận, thì việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm sẽ trở thành hình thức. Do vậy, huyện đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm. Hầu hết các chợ đạt tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm đều đã thực hiện vệ sinh sạch sẽ khu vực kinh doanh thực phẩm và lối đi xung quanh quầy hàng, có đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn và được vệ sinh sạch sẽ, không sử dụng phụ gia thực phẩm, có sổ sách ghi chép hợp đồng, hóa đơn chứng từ. Tại các chợ, tổ quản lý giám sát an toàn thực phẩm được duy trì và hoạt động thường xuyên. Về lâu dài ấy, thì vẫn phải là theo hướng là kêu gọi các cái nhà đầu tư mà có tâm huyết để chuyển đổi chợ. Và lúc đó thì cái công tác quản lý chợ nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Để duy trì tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm bền vững, ngoài trách nhiệm của ban quản lý chợ, cần sự kiểm tra giám sát thường xuyên của chính quyền địa phương và các ngành liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chợ. Cùng với đó là sự hợp tác của chính các tiểu thương trong chợ. Có như vậy, việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm mới đạt hiệu quả thực chất. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024. Thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh có thể đăng ký dự thi thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.
thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp được đăng ký dự thi các bài thi độc lập. Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Kết quả sẽ được công bố lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7. Thời gian hoàn thành phúc khảo chậm nhất là vào ngày 4 tháng 8. Thời gian hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất là ngày 19 tháng 7 và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo chậm nhất là ngày 9 tháng 8 năm 2024. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn nhiều trường học do xây dựng từ lâu nên các tiêu chí về phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng được với quy định mới. Trước thực tế đó, thì nhiều địa phương đã tăng cường đầu tư bổ sung hệ thống phòng cháy thay thế bằng các công trình mới, từng bước khắc phục những hạn chế trước đây. Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, huyện Lang Chánh đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng để từng bước khắc phục những hạn chế về phòng cháy chữa cháy trong trường học theo quy định mới. Có thể thấy, vấn đề đảm bảo các quy định mới đã được nhà trường cũng như chính quyền huyện Lang Chánh đặc biệt quan tâm. Không riêng Lang Chánh, các địa phương khác cũng xem vấn đề bổ sung hệ thống phòng cháy trong trường học là một trong những ưu tiên hàng đầu. Theo đó, với các công trình cải tạo, sửa chữa lớn và các công trình xây dựng mới, các huyện đều thực hiện đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu, từng bước thay thế dần các công trình cũ trước đây. Tuy nhiên, với một số địa phương, nhất là các huyện miền núi, kinh phí vẫn là vấn đề trở ngại hàng đầu cho việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái dự án, cái nguồn kinh phí của huyện thì còn nhiều khó khăn, chưa thể triển khai cái thi công cái hệ thống phòng cháy chữa cháy cùng một lúc là cho tất cả các trường lớp học trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân huyện cũng xác định là dành các nguồn kinh phí, huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo quy định mới. Hiện nay các quy định mới về phòng cháy chữa cháy đã được siết chặt hơn. Đây vừa là cơ sở quan trọng để đảm bảo an toàn cháy nổ nhưng cũng vừa là khó khăn đối với hầu hết các công trình cũ có thiết kế từ nhiều năm trước. Do đó không thể cùng một lúc nhưng các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để thay thế dần bằng các công trình mới đảm bảo đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành, qua đó góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản cho các nhà trường. Sáng nay ngày 13 tháng 4, huyện Đông Sơn tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Tham gia hội thi có 112 vận động viên đến từ 14 đội thi, đại diện cho các thành viên Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội đã trải qua 2 phần thi, gồm thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thi thực hành chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm, các đội thi đã hoàn thành tốt phần thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện được năng lực ứng phó, xử lý sự cố cháy, khả năng sử dụng thành thạo công cụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cho các đội. Đội thị trấn Rừng Thông xuất sắc giành giải nhất hội thi và sẽ đại diện cho huyện Đông Sơn tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh trong thời gian tới. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn, như tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp từ tuyên truyền đến xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trên các tuyến đường tỉnh lộ liên huyện và liên xã trên địa bàn huyện Nga Sơn, các hành vi vi phạm như chở quá tải, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe đang có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua công tác kiểm tra, công an huyện Nga Sơn phát hiện vẫn còn tình trạng lái xe chở quá tải trọng cho phép và điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe. Tất cả các trường hợp vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản xử lý và tạm giữ phương tiện theo quy định. Lượng cảnh sát giao thông công an huyện Nga Sơn đã tăng cường tối đa lực lượng phương tiện để xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như nồng độ cồn. Trong quý 1 năm 2024 thì chúng tôi đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm và xử phạt gần 800 triệu đồng. Thực tế cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, như quay đầu bỏ trốn hoặc đóng cửa bỏ đi không xuất trình giấy tờ hay viện lý do để quên giấy tờ ở nhà, gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Nga Sơn tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, đấu tranh phòng ngừa và xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.